Xin chào các chồng quay trở lại kênh tôi tính. Phương Huyền Thầy Sư vẫn dẫn các bạn là cách vào chế độ record remote của con máy Vivo S10 Pro nhé. Đây, tôi sẽ vào giới thiệu điện thoại cho các bạn. S10 Pro. Để thực hiện thì đầu tiên thầy sẽ tắt nguồn. Thầy sẽ hút xong bên này tắt. Thầy thực hiện hai tổ phím tăng âm lượng và phím nguồn nhé. Để tăng ngược trước và sau đây nguồn này. Nó sẽ vào phát boot này, ta sẽ giảm âm lượng xuống dòng recovery ở nút nguồn về ta đợi. Đây, ở trong Vivo Recovery nó rất là đơn giản nhé. Đây là các bạn cài cập nhật từ bạn thẻ nhớ bộ nhớ máy, cái này các bạn clear data, cái này các bạn check system. Đây là shutdown, đây là reboot. Để tôi cho này boot nha. Vừa rồi mình vừa dẫn các bạn là cách vào chỗ recovery mode của con máy Vivo S10. Chúc bạn thành công, quan nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.